thì em biết thì giờ đang đứng ở quảng trường mà làm Pháp ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên phía đây, đi qua làm Pháp xong rồi đi có thời gió đi qua khu vô đây. Rồi. Ok, đây là cái bản đồ đây. Chúng ta đang ở vị trí này, đi qua bảo tàng Pháp, làng Pháp gì đây, có gió ở đây. Rồi, ok, xin mời quý vị. Đi thôi. Đi thôi. Ở đây đang có một công trình đang xây dựng. Mình đang ở số 25 trong bản đồ đúng không? Cũng là bánh cam. Ở đây có rất là nhiều những cái công trình mà giống như là thời kỳ phục hưng vậy cả nhà. Đậm kiến trúc châu Âu. Tượng, trang trí tượng các nữ thần. Love forever. Cái chiến binh La Mã. Trời, cuốn này đẹp quá trời kìa. Tự sướng đi. Bây giờ thì đã khoảng hơn 3 giờ chiều và Lý Hương phải có mặt ở phía dưới. Tối nay là bay về Sài Gòn luôn, nên là không có quá nhiều thời gian ha. Một ngày ở Bà Nà Heo thì cũng rất là rộng đó. Mình mất rất là nhiều thời gian ở cái khu vực ở phía dưới. Ở trên đây thì đông hơn. Rất là đông mọi người ha. Ngày hôm nay thì cũng là ngày trong tuần thôi. Đây chắc là các anh chàng kiến trúc sư hoặc là đại học mỹ thuật gì đấy. Thank you.
nhà thờ. Không gian thì kiến trúc thì của châu Âu, nhưng mà cái cách vui chơi thưởng lãm có lẽ là của phương Đông ha quý vị, khá là đông. Mọi người thì thường đến đây để chụp hình là nhiều. Mọi người chụp hình là cả nhà thấy không? Hello, hello. Đi lạc mất tiêu hả? Đi quay vòng vòng. Mình còn khoảng 1 tiếng ở đây thôi đó, tranh thủ đi. Nét lấy hiền đi ra khu này trước đi. Xíu rồi vừa quay lại. Mấy bạn Trung Quốc không? Cũng đấm mệt đấy quý vị. Rồi, đây hoa hồng. Lẩu hải sản, bún chả Hà Nội. Ồ, khu trên đây có những cái món khá là ngon ha. Những món đặc sản nổi tiếng. Nãy giờ Nít với lại Lý Hiền chụp phê luôn ha. Trời ơi, đẹp quá trời luôn. Giờ mình sẽ đi lên khu vực phía bên trên ha. Thôi theo chân với Nít với Lý Hiền đi. Đi chưa thấy cái tour nào. Đúng là một ngày ở Bà Nà Hiêu không đi hết đâu quý vị ạ. Nè, đi đằng đây nè. Đây đây đây, cái này nè. Khu vực tâm linh. Không đi á. Không kịp á.
Khu này đang làm, không đi lối này. Bún chả Hà Nội đẹp á. Cái này tranh vẽ thôi mà, chụp với công trình 3D không thích à? Đấy không? Đã ghê chưa? Tranh thủ á, khu vực này. Đây, khu bên đây đang làm nữa quý vị. Rồi, máy của Lê Hương báo hết pin rồi quý vị ơi. Rồi, tranh thủ ha, thời gian nói chung là đi từ khoảng 8 giờ cho lên đến đây coi như là xong xuôi vô vé đó là khoảng 9 giờ. Thì lên bây giờ hiện tại là khoảng 3 giờ rưỡi, khoảng 4 giờ thì phải là đi cáp treo xuống. Có khá là ít thời gian ha, và Lê Hương cũng tranh thủ ghi chân hình cho cả nhà những cái thước phim ít ỏi thôi. Đây là cái khu vực các công trình thời kỳ phục hưng á của châu Âu đó. Và Lê Hương sẽ tạm end video ở đây và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Hãy nhấn like nếu thích nhé, và đừng quên subscribe kênh để nhận được những video mới từ Lê Hương. Bye bye quý vị. Đây, hai chị em tự sướng nhiều quá rồi. Bye bye, bye, bye. Đẹp quá, đẹp quá.